Chỉ trong vòng hơn 2 năm, dự án cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc do cơ quan phát triển Mỹ tại Việt Nam đã tiếp cận được hơn 20.000 người có nguy cơ cao, trong đó không ít người là người dân tộc thiểu số. Để tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa chương trình này, vừa qua ở tại tỉnh Điện Biên, Đại sứ Mỹ ông Ted Osius đã có buổi tham gia tuyên truyền phòng chống nhiễm HIV/AIDS cho các đồng bào dân tộc thiểu số tại đây. HIV/AIDS. Tại buổi giao lưu với bà con dân tộc thiểu số ở xã Thanh Nưa, thành phố Điện Biên về các kiến thức trong phòng chống HIV/AIDS, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam thông qua chương trình cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc. Chương trình được thực hiện trong 3 năm, từ năm 2014 đến năm 2017 và đã tiếp cận được hơn 20.000 người có nguy cơ cao, hơn 500 người mắc mới. Ông Ted Osius cũng cho biết, từ năm 2004, ngân sách phòng chống HIV/AIDS cho Việt Nam tăng lên đáng kể nhờ kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về phòng chống HIV/AIDS. Ngoài ra, Mỹ cũng đã hỗ trợ điều trị bằng thuốc kháng virus, giúp kéo dài cuộc sống cho gần 57.000 người, chăm sóc hơn 62.000 người lớn và trẻ em trên cả nước. Buổi giao lưu giữa Đại sứ Mỹ Ted Osius với đồng bào dân tộc thiểu số còn có chương trình văn nghệ nhằm truyền đi thông điệp nhiễm HIV/AIDS không phải là dấu chấm hết của cuộc đời. Gia đình là nơi chăm sóc tốt nhất cho người nhiễm HIV/AIDS, giúp họ sống vui và có ích.